Chào các em, thầy sẽ hướng dẫn các em giải cái vòng thi số 10 viên bích của khối lớp 9 ha. Đây là kỳ thi cấp trường mà đã thi từ đầu tuần rồi ha. Bây giờ thầy giải để đưa lên để cho các em rút kinh nghiệm nha. Rồi, bài thi số 1. Chuẩn bị nháp và máy tính vào túi đi. Rồi, bức tranh bí ẩn là thuộc loại dễ thở ha. Câu 3. Các em dùng chức năng tìm ích đi. Rồi, các em nhẩm thấy ích bằng 7 là đúng luôn nè. Không? Nghe bấm máy thôi các em. Bấm máy lưu nhớ cho nó nhanh. Căn 2 cộng căn 3 cộng căn 6 cộng căn 8 rồi cộng cho 4. Lưu nhớ vô biến này. Rồi căn 2 cộng căn 3 căn 2 nè cộng căn 3 nè cộng căn 4 nè. Lưu nhớ rồi lấy hai biến nhớ làm việc với nhau. Kết quả bằng 1 cộng căn 2 kìa. 1 cộng căn 2. Đây. Nó này. Ha. À. Hoặc là kem sắp xỉ cũng được, tính sắp xỉ ra rồi so sánh hai bên, nó giống như cái bài tìm hai ô đồng nhất hồi xưa, hai ô giống nhau á, này bấm máy luôn. Cái này là bằng 2 nè. Đây là bằng 2, còn cái này là 9 rút gọn với 9 là hết. 4 rút gọn với 2 là 2, thấy không? 2 trừ 2 là hết, còn 12. 12 đâu? Thử đây coi. Đây, giá trị lớn nhất là 12. Đúng không? Đó. Các em tham gia khóa học V91 thì các em gặp cái dạng min max kiểu này rồi. Câu 6. Cái này bằng 5 thôi. 5. Đấy. Đúng không? Cái này bấm thôi. 0,3 cộng cho 1,7. Bằng 2. Rồi cái này bấm máy luôn. Căn bậc 3 nhiều em không biết ấn phải không? Rồi căn bậc 6 nhiều em chưa học phải không? Rồi qua vòng huyện, vòng tỉnh thầy sẽ có cái khóa học V62, V63 thì dạy về những cái vấn đề cao hơn này. Dùng căn bậc ít nè. Đó. Căn bậc 3 của 1 cộng căn 2. Rồi thầy nhân cho căn bậc 6 của 3 rồi các em bấm bằng 1 các em thấy không, sướng không? 1 thì không thể là cái này rồi, không thể là cái này rồi, đúng không? Không thể là cái này rồi, cũng thể cái này đúng không? Vậy là cái này đúng luôn kìa, cái này. Câu số 7. Ở cái bấm máy luôn cho rồi, cho nó khỏe. Đây mới B thôi nha. Bấm xong bình phương lên ha. Bình phương lên, quen. Căn 4 cộng căn 7 cộng căn của 4 trừ căn 7. Bình lên. 14. 14 thì thử coi là cái gì? Không thể là cái này rồi, cái này 17 trừ 1. Cái này không thể bằng 14 được, cái này không thể bằng 14 được, vậy cái này. Thử lại cho anh chắc ăn căn 2. Các em nhân cho căn 8 trừ căn 32 cộng 3 lần căn 18. 14 đúng luôn. Căn 121 là bằng 11. 11 thì đấy, 5 cộng 6. Giá trị nhỏ nhất cái này á hả? Thì bằng 0. Lúc x thấp nhất là bằng 0. À. Vòng đầu có vẻ dễ, ai cũng vượt qua vui vẻ ha. Vòng số 2 chắc căng đây.
12 con giáp. Rồi. Con rắn. Rồi để cái này nhỏ hơn. Thì các em cần điều kiện gì? Thứ nhất á, là x trừ 1 nó phải âm cái đó. Nó phải âm này. Không được bằng 0 đúng không? Nó âm. Nó âm để cái căn này xác định các em. Âm chi âm thành dương đó. Rồi sau đó là mình bình phương hai vế lên. Là mình có trừ 1 trên x trừ 1 là nhỏ hơn hoặc bằng 1 nữa. Hai điều kiện này đi song song với nhau. Đúng không? Như vậy tới đây là bài trên là x sẽ nhỏ hơn 1. Còn bài dưới các em tự giải quyết thôi. Bây giờ thầy sẽ làm ngoài nháp ha. Làm ngoài nháp nè. Bài dưới là gì? 1 cộng cho 1 trên x trừ 1 sẽ lớn hơn bằng 0. Như vậy nó sẽ ra là x trừ 1 cộng 1 trên x trừ 1 không âm. Rồi nhân ra x trên x trừ 1 không âm. X trên x trừ 1 không âm các em nhé. Đó, các em chuyển vế qua rồi quy đồng cộng tử giữa mẫu thôi. Rồi như vậy là ở trên là ra x nhỏ hơn 1, chờ đợi. Ở dưới các em giải. Trong trái ngoài cùng. Như vậy là x trừ 1 là một cái 0, cái 1. Trong trái ngoài cùng, cùng dấu thì ngoài. Vậy x sẽ lớn hơn bằng 1 hoặc là x sẽ nhỏ hơn 1 bằng 0. X lớn hơn 1, x nhỏ hơn bằng 0. Vậy đây nó ra hai trường hợp các em. X sẽ lớn hơn 1. Và hoặc là x nhỏ hơn hoặc bằng 0. X lớn hơn 1 á mà đi cặp với x nhỏ hơn 1 là vô lý. Như vậy là x nhỏ hơn bằng 0 với lại x nhỏ hơn 1 thì đi với nhau thì có lý hơn. Vậy tới đây các em suy ra là x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 0. Nhỏ hơn bằng 0 là được. Con trâu. Điểm nào không nằm trên đường thẳng? Thay vào mà hai vế không bằng nhau là không nằm trên đường thẳng. Số 1 thay cho đây. Số 1 thay cho chữ x. Trừ 2 thay bên này. Vậy là 0. Điểm này không nằm trên. Còn mấy điểm còn lại là nằm trên hết. Con khỉ. Bài này các em ứng chức năng tìm x của khóa học V91 thử coi. 3x bình cộng 6x cộng 7 cộng cho căn của 5x bình cộng 10x cộng 21. 5 trừ cho 2x trừ cho x bình. Rồi đợi xíu. Còn nó treo thì mình buộc phải giải bằng tay thôi. Không? Buộc phải giải bằng tay. Rồi giờ chắc bài này mình phải giải bằng tay rồi. Bài này người ta gọi là ồ ra rồi các em. X bằng trừ 1. X bằng trừ 1. Thử lại coi. Đúng luôn, trừ 1. Còn nếu giải bằng toán học á thì thôi, đợi các em đậu vùng trường á là thầy luyện về cái này nha. Giờ không có thời gian thôi mình lướt qua đi. Cái này là mình cái này là phương trình hai đầu gặp mặt á. Tức là bên này lớn hơn bằng và bên này nhỏ hơn bằng. Và hai cái giá trị minh mắc đó nó cùng xảy ra khi x bằng nhau ha. Thôi giờ không có thời gian thôi thầy lướt qua đi ha. Hay là thư giãn luôn cái ấy nấy lương tâm quá. Bây giờ các em dùng máy nè. Các em dùng chức năng tìm minh mắc ở trong khoa học V71 á.
thì các em thấy vế trái nó sẽ lớn hơn 1 bằng 3 nè, 6 nè, 7 nè. Nhập vô. Rồi giá trị thấp nhất là bằng 4. Cái căn này là thấp nhất, cái trong căn là lớn bằng 4. Như vậy là cái đó là lớn hơn bằng căn 4 cộng cho cái bên cạnh đó là 5. Lớn hơn bằng 5 là 10 nè, 21 nè, 16, vậy là căn 16. Tức là lớn hơn 1 bằng 2, 4 là 6. Bằng 6. Khi 6 khi x bằng trừ 1. Còn vế phải á, vế phải thì các em cũng chứng minh được là nó nhỏ hơn hoặc bằng 6. Rồi cũng bằng 6. Khi x bằng âm 1. Rồi tự hiểu nha. Qua vòng tiếp theo thầy luyện kỹ hơn. Con chuột. Số giá trị thỏ này thì có hai giá trị ha. Đó là căn 2 trừ căn 2. Con chó. Cái này bấm máy thôi kìa. Phân số 2 cộng căn 3. Căn 2 cộng căn của 2 cộng căn 3. Lưu nhớ. Tiếp tục ở trên tử là đổi thành trừ xuống mẫu, đổi thành trừ luôn. Giờ mình lại lưu vô cái khác, lưu vô biến nhớ khác. Rồi giờ lấy hai cái biến cộng nhau bằng căn 2 kìa. Các em tham gia ngay khóa học V91 đi ha. Thì những kỹ năng làm vừa rồi sẽ là của các em. Tiếp tục. Tam giác A tam giác ABC vuông ở A. Đường cao AH AB 15. BH bằng 9. Tính AH thì dùng Pythagore thôi trời. 15 mũ 2 trừ 9 mũ 2 rồi lấy căn là bằng 12 nha. Dễ vậy. 12. Hai đường thẳng song song với nhau thì hai hệ số A, hai hệ số góc là phải bằng nhau, và A phải bằng 1. Còn B thì tự động khác nhau rồi ha. Cái này dễ quá ha. Trong khóa học V92 thầy sẽ dạy kỹ về cái loại tương giao đồ thị con ngựa. Tam giác ABC vuông ở A, AB là 9, BC bằng 15, sin C bằng 9 phần 15 là 3/5, đúng rồi. Sin B thì bằng 15 trừ 9, 15 bình trừ 9 bình. Lấy căn như vậy AC bằng 12, sin B là bằng 12/15 là 4/5 mới đúng. Cái này sai nè. Sin B là bằng 12/15 chia 3 là 4/5 mới đúng. Con dê. Ở cái này cho A dương, A khác 4. Như vậy là không phụ thuộc vào A rồi. Các em dùng kỹ thuật trong khóa học V91 các em làm. Không cần biến đổi nhiều đâu. Căn A trên căn A trừ 2 cộng cho căn A trên căn A cộng 2. Căn A trên căn A trừ 2 cộng căn A trên căn A cộng 2 chia cho căn 4A alpha A trừ 4. Rồi các em nhập đại A đi, miễn lớn hơn 0 khác 4 là được. Rồi đáp án bằng căn 3 cái. Căn A chứ. Rồi đúng căn A luôn. Trước khi qua cái
vòng tiếp theo thì thầy cũng giới thiệu một cái tin nóng sốt luôn ha. Cái trang web của thầy các em biết rồi, buinnguyenluan.wordpress.com. Bây giờ hiện tại là thầy đã tạo ra một cái kênh dự phòng nè. Đó, các em nhấp vào đây thì nó ra một cái kênh dự phòng. Kênh này gọi là kênh toán thầy luận ha. Kênh toán thầy luận. Tại sao thầy phải tạo ra cái kênh dự phòng này? Thì ở cái kênh chính thức của thầy, thì các em biết rồi, kênh chính thức là cái kênh mà các em hay vào xem đó, thì có số lượng học sinh càng ngày nó đăng ký càng nhiều, dẫn tới một số người là không thích điều này. Họ mới vu khống thầy đối với YouTube á, là những video của thầy là lấy bản quyền của họ, tức là ăn cắp bản quyền của họ, mà thực ra thầy đâu có làm chuyện đó. Những video đều do thầy tự tạo và post lên, các em biết rồi đúng không? Nhưng mà YouTube nó giữ lại một số video của thầy để nó xác minh. Nó mất cũng phải mất cả tuần á. Đó. Và thầy dự tính là chắc là nó cũng sẽ giữ cái kênh của thầy lại, nó khóa kênh của thầy lại trong thời gian tới. Cũng giống như lần trước, lần trước 2-3 lần rồi cũng có lần bị khóa kênh. Nhưng mà sau đó nó xác minh xong thì thầy vô tội, thầy bị vu khống cho nên nó trả lại. Thì để dự phòng cái tình huống xấu đó, thì các em đăng ký cái kênh này đi. Các em vô kênh dự phòng và đăng ký ngay đi. Chứ lỡ cái kênh chính thức của thầy nó mất một cái, thì lúc đó là mình không biết tìm cái kênh của thầy ở đâu nữa. Ha? Không biết cái kênh của thầy, cái kênh phụ của thầy ở đâu. Tại vì Internet giống như một cái đại dương lớn, mà một cái kênh nó chỉ là một giọt nước trong đó, làm sao các em tìm nổi. Đó, các em lấy sổ tay ra ghi buinnguyenluan.wordpress.com ha. Lỡ kênh chính thức của thầy nó có bị tắt giữa chừng, thì các em vô cái buinnguyenluan.wordpress.com là nhấp vào đây. Và tốt nhất là giờ các em vào ngay luôn đi, làm ngay giờ chỉ có vài động tác thôi. Rồi các em đăng ký luôn, nhấp đăng ký luôn. Rồi sau này những cái kênh phụ này sẽ gửi bài vô đây. Để lỡ cái kênh chính mà nó tắt thì thầy gửi bài vô đây hết. Rồi bài thầy gửi vào đây thì các em mà đã đăng ký rồi á, thì nó sẽ báo cho các em thầy đang ở chỗ đó, thầy gửi bài. Chứ không thôi tới lúc đó các em tìm không ra đâu, tìm thầy không ra đâu nha. Rồi con heo. So sánh thế này, mình lưu nhớ rồi mình thực hiện kỹ thuật so sánh trong giống như khóa học V91 thôi. Căn của 2 cộng căn 3, thầy lưu nhớ. Rồi căn của 3 cộng 1 trên căn 2, thầy lưu nhớ. Rồi thầy dùng kỹ thuật so sánh, thầy lại dạy trong V91 bằng nhau kìa, nó ra bằng nhau à. Rồi, ta qua vòng thi số 3. Các em đăng ký ngay cái kênh phụ của thầy đi, để lỡ kênh chính nó đứt trong mấy ngày tới thì các em vẫn có biết đường liên lạc với thầy ha. Lấy sổ tay ra ghi ngay đi. Tại vì mình còn thi vòng huyện, vòng tỉnh nữa. Các em sẽ cần tới thầy nhiều. Đó là sự thật ha. Rồi đi tìm kho báu, thầy sẽ giải hết tất cả các ô. Rồi F0 sẽ bằng 3, nhìn vô thấy luôn, thay chữ X bằng số 0 thôi. Cái này bấm máy thôi kìa, cho đỡ đau đầu. Căn của 23 cộng 8 căn 7 trừ căn 7 4. Căn x trừ 3 mà bằng 0 thì x phải bằng 3. Trời ơi dễ quá. Dễ thì phải làm nhanh, không thôi thua người ta. 4 phần 3 căn 3 cộng cho căn 2 cộng cho căn của hỗn số 3 1 phần 3. Đóng ngoặc lại, mở ngoặc ra căn của 1,2 cộng căn 2 trừ cho 4 lần căn của 1/5. Rất đẹp, đáp án bằng 4 nha. Em bấm máy cho lẹ nha. Cà rề là thua. Rồi tìm ít. Đây là cái bình phương hai vế lên thì mất căn đúng không? Ít bình trừ x trừ 4 sẽ bằng x trừ 1. Hai bên đều
Bây giờ mình chuyển về một bên, x bình trừ 2x cộng 3 bằng 0. Rồi em dùng chức năng tìm x giải phương trình bậc 2 mà thầy dạy ở trong V91, tìm ra x cho thầy. Các em sẽ tìm được x bằng bao nhiêu? X bình trừ x trừ 4 sẽ bằng x trừ 1, chuyển qua là trừ 3 chứ, này trừ 3 chứ. Rồi các em dùng kỹ thuật thầy đã dạy trong V91 ha, tìm rất nhanh, x bằng trừ 1 và x bằng 3. Giờ hai kết quả này biết lấy kết quả nào đây? Thì các em thử lại nhé, thử lại là các em sẽ biết lấy kết quả nào liền. Thử lại, x bằng trừ 1 thì suy ra trên này nè, trên này là trừ 1 là trừ 4, trừ 4 cái phương trình ban đầu đó nghe, lúc đó phương trình ban đầu à. Thôi thử đây luôn, nếu x bằng trừ 1 á thì các em thế vô cái căn này nè là nó sẽ thành căn của trừ 2. Lúc đó căn của x trừ 1 là bằng căn của trừ 2, là không xác định à, không xác định, hay là vô nghĩa đó, người ta gọi là vô nghĩa, dưới căn số âm vô nghĩa. Vậy x bằng trừ 1 là không được, lấy số 3 thì được. Tìm số tự nhiên. Rồi các em à, giải quyết tìm số tự nhiên có hai chữ số là a trục b đơn vị, biết rằng số đó chia cho chữ số hàng đơn vị, tức là chia cho b thì được 7, chia cho chữ số hàng đơn vị thì được 7, chia cho tổng hai chữ số tức là chia cho a cộng b thì được 4 dư 3. Rồi dễ, thầy giải bên này kỹ càng luôn cho các em theo. Cái số đó có hai chữ số như vậy, nó là a trục b đơn vị. Lúc chia cho hàng đơn vị tức là chia cho b thì bằng 7. Một dữ kiện nữa là a trục b đơn vị, các em đem chia cho tổng hai chữ số a cộng b thì được 4 dư 3, như vậy nó sẽ bằng a cộng b. A cộng b nhân cho 4 dư 3 là cộng 3 ha. Đó vậy thôi. Rồi chia b được 7, như vậy nó sẽ bằng 7b hay gì nữa. Rồi giờ các em bắt cầu thôi, các em bắt cầu nè, 4 lần a cộng b cộng 3 nó sẽ bằng 7b thôi. Lần phá ra mình giải 4a cộng 4b cộng cho 3 thì bằng 7b. 4a cộng 4b cộng 3 bằng 7b. Nhưng mà giản lược nè, bên này 4B, bên này 4B, vậy là còn lại là 4A cộng 3 thì bằng 3B. 4B bỏ bên này cộng 3B. Đúng không? Rồi như vậy là từ đây các em suy ra là gì? A sẽ bằng 3B trừ cho 3, tất cả đem chia cho 4. Rồi giờ các em dùng cái chức năng mà thầy dạy trong V91, chức năng cuối cùng trong bài giảng cuối cùng đó, chức năng gọi là tính hàng loạt đó. Giờ các em cho B chạy từ 0, 1, 2, vân vân cho tới 9, tính A. A thuộc N sao ha? A thuộc N sao thì các em lấy thì chọn à. Cái này em nào chưa học thì khó hiểu lắm, chưa học thì lập tức đăng ký ngay khóa học V91 đi ha. Rồi sắp tới thầy sẽ soạn ra V92 luyện cho các em vòng huyện nữa. Rồi các em nhập nhanh nè, tính hàng loạt nhập hàm 3 trừ 3 chia 4. Rồi cho nó chạy từ 0,
tới 9. Bước nhảy là 1. Cái nào ra A thì lấy. Như vậy có khả năng là A bằng 1, B bằng 0 là kết quả thứ nhất. A bằng 5, B bằng 3. A bằng 9, B bằng 6. Hết. Như vậy có 3 khả năng A, B có thể thuộc tập hợp sau đây: 1, 0 hoặc là 5, 3 hoặc là 9, 6. Giờ các em thử lại ha. Thử lại. Giờ các em thử lại cặp này trước đi. 1, 0. Nếu A bằng 1, 0 tức là AB là số 10. Số 10 thì không thể nào bằng 7 nhân 0 được. Loại. Tiếp tục. A bằng 5, B bằng 3. Như vậy là 53. 53 thì không thể nào bằng 7 nhân 3 được. Ồ chết rồi, lộn rồi. Thầy làm ngược rồi kìa. Lộn rồi. A với B ngược lại rồi, xin lỗi các em nha. Như vậy là thứ nhất là AB là 0,1. 0,1 mới đúng. Thứ hai là 3,5. Và thứ ba là 6,9. Rồi thử lại. 0,1 thì không được rồi, bỏ rồi. 3,5. 35. 35 liệu có bằng 7 nhân 5 hay không? Đúng luôn. B là 5 thì lúc đó 7 nhân 5 35 là đúng bằng 35. Vậy số đó chính là số 35. 69 bỏ đi. 69 thì không thể là bằng 7 nhân 9 được. Đúng không? Thử lại các em. 35 bằng 7 nhân 5 đúng không? Rồi 35 mà chia cho 8. 35 chia 8 thì được 4, dư 3. 4 8 32 cộng 3. Rồi xong rồi. Các em tham gia ngay khóa học V91. Nếu đã đậu qua vòng trường thì nên tham gia, nếu chưa tham gia ha. Rồi giá trị nhỏ nhất của cái này thì thầy giải ở trong khóa học V91 rồi nha. Bây giờ thầy giảng lại thôi. Trong khóa học V91 hình như có bài mẫu này luôn á. Điều kiện thì các em phải biết rồi, x phải nhỏ hơn bằng 2 ha. Giờ các em đặt nè. Các em đặt nè. Đặt căn của 2 chữ x bằng t thì các em suy ra là 2 chữ x là bằng t mũ 2, hay là x sẽ bằng 2 chữ t mũ 2. 2 chữ t mũ 2. Vậy lúc đó a nó sẽ bằng là x là thành 2 trừ t mũ 2 cộng cho t. Rồi giờ mình sắp xếp lại là bằng trừ t mũ 2 bằng trừ t mũ 2 cộng cho t và cộng cho 2. Rồi dùng chức năng tìm giá trị lớn nhất mà thầy đã dạy trong V91, khóa học V91 đó, nhập. Rồi giá trị lớn nhất là bằng 9/4. 9/4 ha. Max A sẽ bằng 9/4. 9/4 là 2,25. Ôi thôi chết, nhập phân số tối giản mà là 9/4 luôn. Thấy không? Đạt được khi nào? Đạt được khi t bằng 1/2. T bằng 1/2 tức là x bằng 2 trừ cho 1/4 là x bằng 3/2 đó. Thôi mình người ta hỏi giá trị lớn nhất thôi mà. Xin nhập giá trị lớn nhất thôi. 9 ở dưới là 4 ha. Còn nhiều phút quá, mình cứ đi giải cho nó xong, tội gì. Rồi các em dùng hệ trục tọa độ. Em làm bài này cho nhanh. Điểm 0,4 là nằm trên trục tung. Lâu quá. Điểm 0,4 nằm trục tung, 3,0 nằm trục hành, trừ 2,0 thì nằm trục hành. Rồi đi tìm 3 điểm đó. Các em lấy hệ trục tọa độ vẽ ra đi. Vẽ là thấy luôn à.
Còn đây thầy vẽ nháp trên này nha. Rồi, thầy nhập cái điểm thứ nhất là điểm A có tọa độ là 0,4. Rồi, nó ra điểm A là em thấy không? Điểm B thầy nhập có tọa độ là 3,0. Nó ra điểm B này. Điểm C thầy nhập có tọa độ là -2,0. Các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy ngay đi các em nha. Còn tôi lỡ nó cắt kênh chính của thầy là các em không có tìm được thầy nữa đâu. Lúc đó chỉ có những bạn tìm được thầy thì mới được tiếp tục học với thầy. Mà học với thầy các em biết rồi, trình độ nó sẽ tăng lên nhiều. Các em vô trang buinluon.wordpress.com, nhấp vô này là nó ra kênh này, rồi nhấp đăng ký để dự phòng ha. Rồi trở lại bài. Điểm C nữa. Rồi đây, như vậy nó ra cái tam giác rồi đó các em. Nó ra tam giác nè. Rồi lấy đường cao nhân cạnh tương ứng chia đôi thôi. Đường cao là 4 nè, cạnh tương ứng là 5 nè. 4, 5, 20 chia đôi là 10. Diện tích nó bằng 10 thôi. Vẽ hình xong đi thi các em nhớ đem theo giấy caro á, lỡ làm toán đồ thị nó dễ. Cho tam giác ABC, AB là 2 phần, thầy đặt là 2x đi, AC là 3 phần là 2 là 3x. Đường cao AH là 6. Rồi, tính độ dài BC. Tính độ dài BC. Rồi, dễ ẹt lắm mà. Rồi, giờ thầy lập hệ thức lượng ha. Hệ thức lượng là AB nhân AC tức là 2x nhân 3x thì sẽ bằng AH là 6 nhân BC. Mà BC thì chưa biết. Giờ các em coi BC thì bằng gì? Dùng định lý Pythagore, BC sẽ bằng căn của AB bình cộng AC bình, tức là căn của 2x bình cộng cho 3x bình nha. Như vậy đây nó sẽ bằng căn của 2 mũ 2 là 4, 4x bình, 3 mũ 3 là 9, 9x bình, 4 cộng 9 là 13, 13x bình. Đẩy x ra ngoài, x căn 13, vậy thôi. Như vậy ở đây nó sẽ bằng là x nhân căn 13. Rồi, vậy từ đây mình sẽ suy ra là 6. Bên này 2 nhân 3 là 6 nè. 6x bỏ đi, 6x bỏ đi. Và 6x bên này bỏ luôn. Vậy x sẽ bằng căn 13. X bằng căn 13 thì suy ra BC sẽ bằng gì? BC sẽ bằng x nhân căn 13, đúng không? X nhân căn 13 tức là bằng căn 13 nhân căn 13 thì bằng 13 thôi. Ngẫm nghĩ thì sẽ hiểu thầy nói cái gì thôi. Coi con này khó không? Ui trời trời ơi, bấm máy thôi. Căn 80 cộng căn 45 trừ căn 5 được bao nhiêu nhân căn 5? 30 cơ. Rồi đi lên kia coi. Rồi giá trị lớn nhất, bấm thôi, thầy dạy thôi. Dạy trong khóa học V91 rồi. Rồi biểu thức trong căn có giá trị lớn nhất là bằng 4. Như vậy lấy căn thì giá trị lớn nhất là bằng 2 à. Tiện quá, đi qua đây luôn. Trời ơi, 2 nhân 3 bằng 6. Rồi bấm luôn các em. Căn của 12 cộng 2 căn 11 trừ cho căn của 12 trừ 2 căn 11 bằng 2. Vẫn dư thời gian. Căn 81 là 9, 9 trừ 6 bằng 3. Cái gì đây? Cho tam giác ABC vuông ở A có hai cạnh góc vuông là 3 và 4, vậy cạnh hiền là 5. Rồi xong các em nhé. Rồi các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy ngay lập tức đi. Để em đậu vòng huyện các em còn liên lạc với thầy được. Sắp tới tôi nghĩ là cái số học sinh đăng ký kênh của thầy càng ngày càng nhiều, dẫn tới một số người ganh ghét hay sao á.
họ vu khống thầy là những video của thầy là ăn cắp của họ, mà thầy có ăn cắp của ai đâu. Thì YouTube nó giữ lại, nó xác minh ha. Cũng có những người xấu tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng mà thôi kệ, mình cũng đừng có làm chuyện gì xấu với họ cả. Họ tự hổ thẹn thôi các em nhé. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở nick tiếp theo. Bye bye.